sao vàng là cái nơi mà tôi đang sống. Con người có thể nhỏ bé nhưng thiên nhiên hùng vĩ thì không. Cảnh sắc thì muôn trùng, biển núi đẹp bao la, xung quanh tình thương mến. Giờ phải làm sao ta đi? Đi để ta biết thêm và học hỏi thêm điều mới về phong tục văn hóa ẩm thực của người nơi. Việt Nam ta đi là ghê. Nhật Trường sẽ được gửi lời chào đến các bạn khán giả của Việt Nam đi là ghiền. Các bạn thân mến, tiếp tục hành trình khám phá vùng đất núi cấm của An Giang. Trường tìm hiểu thì người ta nói là đến đây là nhất định phải ăn bánh xèo. Thấy cũng lạ, nhưng mà có một điều đặc biệt khi mà tìm hiểu mới biết á, đó chính là bánh xèo ở núi cấm á, là được ăn kèm với rau rừng ở đây. Đó mới là điều đặc trưng. Mà các bạn biết không, rau rừng của vùng núi cấm có tiếng hồi xưa tới giờ rồi. Vậy nên là bây giờ chúng ta phải cùng nhau đi ăn thử bánh xèo rau rừng núi cấm. Trời ơi, các bạn ơi, đây là rau rừng nè. Nhìn đâu mình tưởng mình lạc vô một cái cửa hàng bán hoa hay gì đó. Chị ơi, dạ. Chị là chủ quán phải không? Dạ đúng. Trời ơi, mừng quá. Chị, em là Nhật Trường, đến từ chương trình Việt Nam đi là ghiền. Em muốn nhờ chị giới thiệu sơ sơ về rau rừng của vùng núi cấm của mình được không ạ? Dạ được. Mình có nhiều loại rau lận? Dạ, mình có mười mấy loại rau. Là bày lên đây hết luôn á? Dạ đúng rồi. Như cái này là cái rau gì chị? Dạ đại khái ra là cái này là tía tô gừng. Giống như đang tặng hoa không? Nguyên một bó rau quá trời lớn luôn. Rồi cái lá nè các bạn ơi. Tía tô rừng, một cái lá nó bự bằng bàn tay của mình luôn. Này là đọt muối. Đọt muối. Dạ. Cái này chua chua ngọt ngọt. Thử được không? Em thử. Dạ được. Cho em thử lá ha. Dạ. Chua chua. Giờ chị phải cho cái nào thì nó khác vị cái nha. Đây cái này khác vị luôn. Cái này á, mình mà ăn vô là cái mùi của nó giống như mình đang uống nước ngọt xá xị vậy đó. Đúng rồi. Thiệt thơm dễ sợ. Hay là bây giờ chị cho em xin được vô bếp mình á. Em coi quá trình mình làm bánh xèo, rồi cái hồi nữa em đặt hàng vài cái ra mình ăn chung với rau được không? Dạ được, xin mời. Bây giờ là mình đã vô bếp rồi. Bà chủ của mình cho Trường vô bếp để mà trải nghiệm một ngày đổ bánh xèo. Chị bắt đầu trước rồi, hồi cần chiên sao nha. Là chị là mẫu đó, chị sẽ là mẫu, Trường sẽ là người bắt trước làm theo. Cái thứ nhất mình phải bật chảo lên cho nó nóng, sau đó mình để dầu ăn vô. Trời ơi, quá điêu luyện các bạn ơi. Mình đỡ dây xong mình bóc cái này. Mình để vô. Đây. Đổ xong, lắc nhẹ một cái, dạ. Bỏ giá vô. Đậu xanh vô. Tiếp là gia vị. Gia vị. Cưng đổ thử đi, đổ thử một cái không? Chị cho không? Cho. Cho, chị cho rồi, em sẽ làm thôi. Nãy chị làm vậy nè, phải không? Lắc nha. Bắt trước chị nè. Rồi, nói rất dày cuôi luôn. Có nhiều quá không vậy? Không, vừa. Vừa, đó. Rồi, giờ sao nè? Kế tiếp là giá đâu? Cái này em không có đeo bao tay, chị giúp rồi. Em đi nha. Rồi. Rồi, giúp em một đoạn đường. Như đây thôi được rồi, phải không chị? Dạ. Rồi, cho đậu xanh vô. Này là thịt với tôm nè. Cái này là mình sơ chế sẵn là nó đã chín rồi. Mình ăn, lúc mình ăn mình không có ngại là thịt sống. Bây giờ cái bánh của Trường đã chín rồi. 3 phút đã hoàn thành, mời mọi người cùng coi nè. Rồi, cho em xin cái dĩa đi. Đây. Rồi, bưng ra bàn cho khách em ơi. Giỡn thôi, cái bánh của Trường nè mọi người. Trời ơi, nè, lần đầu tiên làm nó hơi bị bung bung nhẹ, chỗ này nó hơi dày. Thôi, thông cảm đi, thấy chỗ này giòn giòn chút, bỏ qua nha. Nè, đã chưa? Đây là cái dĩa bánh mà của Trường làm nè, các bạn thấy không? Cũng đẹp bộ, nó chỉ bị xấu nhẹ chỗ này thôi. Thì coi chỗ nào xấu thì mình đừng có nhìn, mình nhìn vô mấy chỗ đẹp đẹp như vậy nè. Ngoài hai chiếc bánh xèo rất là ngon ra thì đây mới chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Thấy chưa? Đây, bó rau rừng bự cỡ này thì chịu gì nổi. À, bây giờ mình thưởng thức thôi. Mọi thứ một chút nha. Bánh xèo thường ăn là phải dùng tay bóc luôn thôi. Giờ bỏ đũa ra, lấy tay bóc.
nó mới đúng chuẩn là của dân ăn bánh xèo. Rồi coi cái vỏ nó giòn rụm nè. Ôi đã không. Rồi mời các bạn chấm ngập nước mắm luôn. Cái bánh xèo của mình nó béo béo một chút mà ăn với rau rừng chút chút nhẫn nhẫn chua chua, rồi có cái mùi mà giống thoang thoảng của cái lá xá xị lúc nãy bỏ vô á, nó trộn lại nó tạo ra cái vị đặc biệt lắm. Rồi không biết nói sao, nó không có rõ ràng một cái vị nào hết, nhưng mà trong cái từng cái vít cái gọi là cái nhai của mình á, dung hòa hết mọi thứ luôn, đã lắm. Sau khi mà chúng ta khám phá thế giới rau rừng ở quán bánh xèo của chị Luyến thì chị cũng chỉ Trường. Trường đã gặp được chú Hai. Con chào chú Hai. Dạ chào. Dạ, đây giới thiệu với các bạn, chú Hai là một người chuyên đi hái rau rừng ở núi Cấm mình. Đó thì hôm nay chú đã chuẩn bị đồ nghề rất là đẹp đúng không? Đó, nhìn chuyên nghiệp, con xin mượn cái bộ đồ nghề của chú một cái nha. Đó, đó, các bạn thấy chưa? Đi hái rau rừng là phải vậy nè, đồ đạc. Đó. Ở đây là ở núi Cấm mà xã An Hảo, ấp Dù Bà. Dạ. Đây dưới hướng này thì hồ Tà Lọt. Vậy thì không biết là hôm nay chú cháu mình đi hái rau rồi khu vực nào chú? Ở ngay đây luôn hay là đây, không? Đây mình đi xuống con đường này, đi vô múc gần cuối con đường này mới có rau. Vậy bây giờ đi với chú Hai, chúng ta đi hái rau rừng thôi. Đi nào các bạn. Thôi chú đây đây con quải phụ chú cho. Dạ. Nha, chú đi cho nó khỏe. Rồi. Đây. Con thử trải nghiệm một ngày đi hái rau coi nó làm sao. Các bạn nhìn thấy xung quanh nè, là rau rừng nè, đinh lăng nè, là mọc tự nhiên hết trơn luôn đó. Mày cũng rau rừng đó nè. Dạ. Ủa cây này là cây gì chú? Cây này là cây rau cát lòi. Rau cát lòi hả? Cây này nó trị thần kinh tọa nè. Củ này bây giờ người ta đi đào dữ lắm, một ký là 40 ngàn. Nhìn nó giống cây kiển ở nhà quá ha. Này thì rau kim thất thiên nhiên nè, nó ăn trị được bệnh phổi nữa, còn cái này là ăn trị khớp rồi trị thần kinh tọa đồ, hay lắm. Ui, mới bước đầu giống như đi hái dược liệu quá. Cái này cái gì chú? Cái này là cây quỳnh, cũng hơi chua chua chát chát, nó là ăn nó cũng trị được cho dạ dày bao tử cũng hay lắm. Rồi cắt ngang chỗ này ha. Chát. À. Cắt ngang chỗ này. Đây, cây quỳnh. Cây này ăn bánh xèo cũng được luôn. Ui gai không nè. Cái giống ta kêu bằng là cây giống đồng á. Giống đồng. Ừ. Cái thân nó gai không à? Mấy cái mềm mềm này mình ăn được. Với cộng đồ ăn rồi là vô là nó buồn ngủ ngay liền luôn á. Ủa? À, cây này là chị mất ngủ nè. Ờ đúng rồi, chị mất đây, ngủ. Chị mất ngủ. Ngày vậy chú hái được nhiều nhất là nhiêu ký? Tùy theo thời điểm. Dạ. Có lúc hái vài chục ký cũng có. Dạ. 5-60 ký cũng có. Rồi sao mà khiến ra được? Ờ cũng phải gán giác ra. Rồi mình hái vậy xong á là có bạn hàng người ta tới, người ta đặt hàng sẵn hay sao chú? Có khi người ta đặt ở thành phố hay Cần Thơ đồ, người ta đặt mình cũng hái mình giao cho người ta luôn. Ký vậy bán được nhiều không? Thời điểm này thì cũng 30 ngàn ký trên này, còn nếu như bỏ mối ở thành phố lấy 60. Khúc này khó lên này nha. Này có chú dẫn cũng mới dám đi chứ. Chứ mà bình thường sao mà còn đi lên đây được. Ôi ơi. Nó dốc quá. Trời ơi. Để ý ha, càng leo cao mình nhìn ra càng đẹp. Nhờ đi với chú Hai các bạn thấy không, mình mới biết được là đi hái được một cái lá rau như thế này, một bó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó cực cỡ nào. Và Trường hy vọng là các bạn cũng sẽ ủng hộ cho bà con của mình ở núi Cấm ở An Giang. Đến đây mình thưởng thức đặc sản là bánh xèo rau rừng. Đây là món quà của đất trời để tặng cho các bạn. Và hy vọng là các bạn cũng sẽ rất là thích những số phát sóng của chương trình, được phát sóng vào lúc 11:50 sáng thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Rồi bên cạnh đó chương trình sẽ được phát lại vào thứ tư, thứ năm của tuần tiếp theo. Ngoài ra thì các bạn nếu mà muốn coi lại những số phát sóng đã được lên sóng rồi á, thì có thể lên kênh YouTube của Việt Nam Đi Là Ghiền, kênh YouTube của HTV Giải Trí để có thể theo dõi nhiều hơn nữa. Còn bây giờ thì con cảm ơn chú Hai và chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Xin chào.